dạ à, kính thưa à, quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp à, tôi xin nói về vấn đề nhiễm khuẩn phế cầu quá khứ hiện tại và tương lai thì à, à, nhìn chung trở lại phế cầu á, về đặc điểm vi sinh thì đây là những con vi khuẩn mà gram dương song cầu và cái dễ dàng trên những cái môi trường mà thạch máu mà phải là máu cừu nhưng mà bắt buộc phải có cái tủ ấm co2 mới được và thứ ba nữa là À, chúng ta có thể à, định danh nó một cách nghĩa là trực tiếp một cách dễ dàng à, là bằng ca, cái thử nghiệm nó nhạy cảm được với optosin. à, nếu như chúng ta nhìn cái phế nhuộm gram của à, vi khuẩn phế cầu thì chúng ta thấy cái đặc điểm của nó tức là cái con vi khuẩn mà trong bệnh phẩm thì nó sẽ là vi khuẩn có nang à, và dựa trên nang đó mà có rất nhiều serotip. Cho đến ngày hôm nay thì người ta đã tính ra là nó có trên 90 cái serotip dựa trên cái kháng nguyên polysaccharide của nang. À, và à, nang á, là một cái yếu tố mà giúp vi khuẩn gây bệnh. À, nếu như mà không có nang thì vi khuẩn sẽ không gây bệnh. Nhưng mà à, có nang thì nó mới có thể gây bệnh được. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thử xem về cái sinh bệnh học của phế cầu nó như thế nào thì phế cầu nó có một cái đặc điểm tức là nó là cái con vi khuẩn mà quần cư hay là thường trú ở trong vùng ở trong vùng hậu họng vì vậy cho nên nếu chúng ta bắt được phế cầu từ những cái ví dụ như dịch tị hầu hay là quạch mũi sau quạch mũi trước thì chúng ta không thể xác định nó là vi khuẩn gây bệnh được. Đã. Nhưng mà nếu như từ cái mà từ cái À, à, cái vùng mà à, à, mũi hầu này à, vi khuẩn nước quần cơ đó à, thì nó lại có thể là nó nếu như mà nó xâm lấn xuống à, những cái vùng xung quanh thì nó có thể gây bệnh ví dụ như nó có thể gây những cái viêm tay giữa hoặc viêm xoan hoặc là nó có thể đi vào máu à, hoặc là nó có thể được hít xuống dưới cái à, à, phổi để nó có thể gây viêm phổi một cách cụ thể thì chúng ta thấy rằng phế cầu, những người mà mang phế cầu ở trong cái vùng mũi hầu có thể lây lan cái phế cầu từ cái người này sang người khác qua những cái droplet à, và khi vào đó đó thì ở cái người bị lây đó có nhiều khi người ta không có cái bị bệnh gì, người ta chỉ có thể là con phế cầu nó nằm ở đó thôi, nó thành cái vi khuẩn quần cư và thường trú, nhưng mà nếu như phế cầu này nó đi vào được À, đi vào được xuống dưới cái phế nang thì chắc chắn một điều là nó có thể gây viêm phổi. Và à, từ cái viêm phổi đó, đó thì phế cầu nó có thể gây ra cái à, viêm, màng, à, viêm màng phổi hoặc là à, viêm màng tim để có thể nó gây cái mũ màng phổi hoặc mũ màng tim. Hoặc là nó có thể xâm nhập vào máu để nó có thể vào máu được. À, từ cái à, đường mũi hầu này, cái con phế cầu như tôi nói hồi nãy thì nó có thể xâm nhập vào những cái vùng lân cận để nó có thể gây ra những cái bệnh cảnh ví dụ như là viêm tay giữa hoặc là viêm xoang và từ viêm tay giữa và viêm xoang này con vi khuẩn phế cầu nó có thể ví dụ từ viêm tay giữa viêm xoang nó có thể vào trên cái uh, màng não để nó có thể gây ra viêm màng não hoặc là nó có thể xâm nhập vào máu để nó từ máu thì nó có thể đi qua đến những cái nhiễm trùng khác xa hơn ví dụ màng não hoặc là gây à, viêm khớp hoặc là nó có thể gây cả cái à, viêm à, à, phúc mạc nữa. đó Thì à, như vậy chúng ta thấy rằng phế cầu là một con vi khuẩn sống thường trú, à, sống quần cư, nó có thể lây từ người này sang người kia. Nhưng mà nó lại là con vi khuẩn gây bệnh. Nếu như mà nó không nằm được ở chỗ mà nó quần cư đó, nó lọt những chơi khác, thì nó có thể gây bệnh nhiễm trùng à, tại chỗ hoặc là một cái nhiễm trùng xâm lẫn. Bây giờ, cái yếu tố nào mà giúp cho vi khuẩn khi mà nó xuống những chỗ mà không phải là cái chỗ mà quần cư của nó đó, nó gây bệnh được? À, bởi vì nó có những cái yếu tố mà à, giúp cho con vi khuẩn nó có thể xâm nhập được. Ví dụ như là À, những cái protein mà nằm trên bề mặt của phế cầu hoặc là những cái choline binding protein à, hoặc là những cái à, sợi tơ, lông tơ hoặc là những cái neuraminidase thì giống nó giúp nó bám dính. Rồi à, sau khi nó, nó xâm nhập vào rồi á thì nó có cái nang cho nên nó ngăn cản cái sự thực bào. À, và khi mà nó ngăn cản được sự thực bào rồi á thì nó xâm nhập vào trong, gần đến tế bào rồi nó bắt đầu nó phá tế bào, nó phá tế bào nhờ những cái mà yếu tố là yếu tố mà uh, tự ly giải, tức là Pneumolizing Hoặc là những yếu tố mà giúp cho nó có thể lan tràn được, ví dụ như là Hyaluronidase Thì đó là chúng ta nói sơ qua con phế cầu Thì nói như vậy để thấy rằng phế cầu là con vi khuẩn mà chúng ta rất uh, nhiều người có thể mang trong người Nhưng mà nó cũng là con vi khuẩn có thể gây bệnh được À, gây bệnh được là vì nó có những yếu tố gây độc và nếu như nó không chịu sống được cái chỗ của nó mà nó đi khác chỗ khác thì nó có thể gây bệnh được. Bây giờ chúng ta xem thử là phế cầu nó gây được bệnh à, có có phải là nó phổ biến hay không? Thực sự ra đối với bệnh nhiễm trùng hô hấp phế cầu là một trong những cái con vi khuẩn gây cái nhiễm trùng hô hấp rất phổ biến. À, ví dụ đây là những cái nghiên cứu mà chúng tôi cùng thực hiện với lại bệnh viện Nhi đồng một thì à, trên những cái trẻ em bị viêm phổi cộng đồng mà thất bại kháng sinh điều trị, chúng ta thấy cái tỷ lệ phế cầu mà chúng tôi phát hiện được lên đến là 65.63% trong những cái mẫu mà NTA hoặc là viêm phổi thùy ở trẻ em thì cái tỷ lệ mà phế cầu chúng tôi phát hiện được cũng lên đến 59.1%. Hoặc là trong những trường hợp mà viêm phổi nặng ở trẻ em thì phế cầu nó cũng là tác nhân chính lớn nhất đó là 43.75% à, và trong ngay cả trong viêm tiểu phế quản ở trẻ em ngoại trừ những con virus à, như là RSV đó thì chúng ta cũng thấy phế cầu nó cũng mang đến cái tỷ lệ là chúng tôi phát hiện được lên đến 49.35% à, và đây là ba cái nghiên cứu mà chúng tôi à, kết hợp với hội phổi Việt Nam thực hiện trên nghiên cứu real là cái nghiên cứu mà trên những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nhập viện nghiên cứu ECR là nghiên cứu viêm bệnh nhân viêm phổi cộng đồng ngoại trú và nghiên cứu MEC là nghiên cứu bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mà do cái đợt cấp của COPD thì chúng ta cũng ghi nhận thấy cái tỷ lệ phát hiện của phế cầu là đều rất cao trong cả ba nghiên cứu này so với những cái nghiên cứu khác. đó Thì như vậy chúng ta thấy rằng đối với phế cầu cái mà tác nhân gây bệnh ở trong nhiễm trùng hô hấp là một trong những tác nhân rất là lớn mà chúng ta phải đối phó à, bây giờ phải đối phó với phế cầu thì dĩ nhiên vấn đề kháng sinh trị liệu là vấn đề mà chúng ta à, rất cần phải à, hiểu biết à, về những kháng sinh đó và cái sự tiến triển của vấn đề đề kháng kháng sinh như thế nào thì chúng ta thấy rõ ràng rằng trước đây đối với phế cầu chúng ta có thể sử dụng penicillin à, khoảng năm bảy năm trước hãy nhiễm phế cầu là penicillin À, và sau đó thì người ta sử dụng erythromycin. Nhưng mà từ năm 1960 thì người ta đã ghi nhận phế cầu có những trường hợp kháng được với ở lại penicillin và tỷ lệ kháng càng ngày càng tăng. À, sau đó thì người ta cũng ghi nhận luôn được cả phế cầu kháng được với erythromycin. À, thì lúc đó chúng ta đã có thêm cái kháng sinh là cephalosporin. Nhưng mà từ năm 1980 thì người ta đã ghi nhận phế cầu kháng được các cephalosporin thế hệ 2 rồi. À, và lúc đó thì chúng ta có những kháng sinh khác nữa đó là cái fluclozol uh, như là levofloxacin nhưng mà trong những cái nghiên cứu uh, uh, đặc biệt là nghiên cứu về Anx, của an sốt về phế cầu đã ghi nhận cái tỷ lệ mà phế cầu kháng được với lại uh, levofloxacin cũng là rất đáng báo động uh, đây là một cái kết quả mà người ta ghi nhận cái tỷ lệ của phế cầu mà nó kháng được những kháng sinh mà thường được cho ở cái ngoại trú. Ví dụ như là penicillin hay là amoxylin hoặc là erythromycin tetracycline thì chúng ta thấy là trong những cái mà dữ liệu người ta ghi nhận từ năm, 99, 2007, 2013 chúng ta thấy cái tỷ lệ mà kháng với các kháng sinh nó đã càng ngày càng tăng. Và thực sự ra phế cầu là một loại mà chúng ta xếp vào cái nhóm liên cầu à, nhưng mà cái tính đề kháng kháng sinh của phế cầu nó phức tạp hơn đối với liên cầu nhiều. À, ví dụ như liên cầu nhóm a cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng chưa thấy nó kháng với kháng sinh nhiều nhóm b cũng vậy à, nhưng mà riêng đấu phế cầu thì nó là một cái con vi khuẩn mà nó có cái đặc điểm kháng với kháng sinh rất là đặc biệt bởi vì nó có thể à, tạo ra rất nhiều cái để kháng được kháng sinh mà không phải bằng cái cơ chế là tiết ra những cái uh, enzyme mà phá hủy kháng sinh nhưng mà bằng cơ chế đặc biệt đó là nó uh, biến đổi cái cấu trúc đích chẳng hạn như đối với beta lactam là nó biến đổi cấu trúc đích là uh, penicillin binding protein hay là với fluclozol là nó có những đột biến trong những cái uh, gen mà uh, của cái hoạt động của cái uh, fluclozol vân vân uh, À, chính vì vậy cho nên vấn đề mà theo dõi cái sự phát triển về cái phế cầu mà đề kháng kháng sinh đó, nó rất quan trọng à, và việt nam chúng ta thì cái nghiên cứu xoa là cái nghiên cứu mà à, đã được thực hiện và đang được thực hiện và sẽ được thực hiện một cách liên tục để tìm hiểu cái tình hình của phế cầu kháng với kháng sinh như thế nào à, thì ở đây chúng tôi muốn đưa ra một cái kết quả mà à, nghiên cứu xoa thực hiện vào năm 2016 đến 2018, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà phế cầu nhạy cảm với các kháng sinh mà đặc biệt nó thấp. Ví dụ như penicillin đường uống chỉ còn có 1,2% thôi. Đối với các ceflosporin thế hệ 2, chúng ta thấy như cefaclor chỉ còn có 3%, cefuroxim chỉ được có khoảng 14%. Một cái đặc biệt nữa, tức là cái tỷ lệ nhạy cảm được với các ceflosporin thế hệ 3 đường uống. Đó, chúng ta thấy là nó là cũng thấp chứ không phải cao như là à, chúng ta à, mong đợi tức là nó đối với lại caplinia hay là à, Kepodosim nó chỉ khoảng 5,6% thôi và chúng ta cũng thấy thêm một điều nữa là phế cầu nó kháng macrolide mà nó kháng macrolide, không chỉ kháng macrolide thế hệ cũ mà kể cả thế hệ mới. Cái tỷ lệ mà nhạy cảm cao nhất đối với azithromycin là nó chỉ lên có khoảng 4,4% thôi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng, à, nếu như chúng ta so sánh về cái tỷ lệ mà nhạy cảm kháng sinh của phế cầu, à, đặc biệt đối với những kháng sinh mà chúng ta thường hay nghĩ đến sử dụng, ví dụ như là penicillin đường chích hoặc là amoxicillin clavulanic acid, chúng ta thấy rằng trong hai nghiên cứu xoa mà chúng tôi thực hiện, một cái là 2009, 2011 và 2016, 2018 thì cái tỷ lệ nhạy cảm với những kháng sinh này rõ ràng nó bị, nó bị giảm thiểu. À, thì chúng ta cũng biết cái cơ chế của phế cầu mà nó kháng được với penicillin, là một cơ chế mà như tôi nói nãy đó là chủ yếu nó là bằng cơ chế là biến đổi cái cấu trúc đích của penicillin binding protein nhưng mà nó không phải chỉ cái biến đổi có một cái cái gen thôi mà nó có thể biến đổi nhiều gen. Vì vậy, vì vậy cho nên nó có thể tạo ra những cái mà hình thức mà đề kháng hoặc là đề kháng hoặc là nhạy cảm hoàn toàn hoặc là nó nhạy cảm vừa nếu như nó biến đổi vừa phải hoặc là nó kháng hoàn toàn nếu như nó kháng À, nó biến đổi nhiều chính vì vậy cho nên khi sử dụng kháng sinh mà penicillin hoặc amoxicillin thì chúng ta vẫn có thể sử dụng điều trị với một điều kiện là làm sao chúng ta sử dụng các kháng sinh đó mà chúng ta thực hiện cái cách à, cho thuốc à, hoặc là chọn thuốc như thế nào để cho cái à, điểm gãy PKPD nó cao hơn được cái MIC 90 và bởi vì nếu như mà chúng ta đưa mà cái điểm gãi PKPD của thuốc mà chúng ta đưa cao hơn MIC 90 thì chúng ta sẽ hoạt động à, thể điều trị hiệu quả trên bệnh nhân. Còn nếu như thấp hơn cái MIC 90 thì chắc chắn là chúng ta điều trị thất bại. À, và nếu như muốn biết được điều này, muốn biết được cái sự thành công hay cái thất bại đó thì chúng ta cần phải biết cái MIC 90 của vi khuẩn nó như thế nào mới được. Thì ở đây chúng tôi đã có những cái kết quả của những nghiên cứu cho thấy cái MIC 90 của à, penicillin và amoxicillin đối với phế cầu tại Việt Nam là à, 4 microgram trên ml. Và nếu như với MIC 4 microgram trên ml như vậy thì nếu chúng ta lựa chọn cái công thức amoxicillin à, trong cái amoxicillin clavulanic acid thì chúng ta phải lựa chọn cái công thức cũng như cái cách sử dụng như là trên cái bảng mà chúng tôi À, à, trình diễu ở đây, à, tức là chúng ta có thể sử dụng hoặc là 2.125 2 lần trong ngày hoặc là 1.125 ba à, lần trong ngày. Nhưng mà nếu như mà cái MIC 90 của phế cầu mà nó tiếp tục tăng nữa đối với penicillin lên tới 8 microgram thì lúc đó thực sự ra chúng ta dứt khoát không còn có cách nào để có thể sử dụng được cái kháng sinh mà à, amoxicillin hoặc là penicillin được nữa. À. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ chú ý đến cái vấn đề kháng sinh không thì thực sự đối phó với phế cầu không đủ. Bởi vì phế cầu chúng ta muốn biết và muốn đối phó được nó thì vấn đề là chúng ta phải làm sao để ngừa được cái nhiễm phế cầu. Chính vì vậy, cho nên có rất nhiều hãng đã đưa ra những cái loại vaccine đối với phế cầu hiện nay có hai nhóm, một cái nhóm là cái loại vaccine mà có gắn cái conjugate, một cái loại là vaccine không gắn conjugate. À, và cái độ bao phủ của cái vaccine này à, thì nó lại à, tùy thuộc vào à, cái mà chúng ta tìm hiểu thấy xem cái sự phân bố của các tiếp các thanh phế cầu nó bao nhiêu thì ở đây là một cái à, tổng kết mà của cái độ bao phủ của những vaccine mà PCV7 hoặc 10, 13 đối với Việt Nam là cho thấy độ bao phủ được khoảng từ 75 cho đến 81% tuy loại vaccine là là PCV7 hay là 10 hay là 13. À, nhưng mà một cái kết quả nghiên cứu gần đây của chúng tôi trên 205 chủng phế cầu mà phân lập được từ đường hấp dưới của cả trẻ em và người lớn ở ở thành phố Hồ Chí Minh này em tôi ghi nhận rằng thực sự ra đối với cái nghiên cứu này trên 207 chủng thì có đến 43.4% cái uh, serotip của phế cầu huyết thanh tiếp của tâm phế cầu là nó nằm ngoài cái độ bao phủ của vaccine mà vấn đề mà cái vaccine nó bao phủ được bao nhiêu nó rất quan trọng bởi vì chúng ta cũng nhìn thấy ở đây đây là một cái kết quả một cái bản biểu diễn của CDC đưa ra cho thấy rằng uh, nếu như vaccine mà có độ bao phủ lớn à, thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ của những trường hợp mà à, nhiễm phế cầu ví dụ như PCV7 thì phải đến năm hai thì nó có thể giảm được cái 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 tình trạng những cái trường hợp mà à, bị nhiễm phế cầu à, còn nếu như với vaccine mà PCV 13 hoặc là uh, PCV uh, khác thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tỷ lệ mà nó bao phủ cao nó sẽ làm giảm những cái trường hợp nhiễm phế cầu. Uh, và uh, đó là đối với lại những trường hợp mà nhiễm phế cầu mà do cái uh, uh, mà, mà không xâm lấn. Uh, bây giờ chúng tôi cũng thử trên 90 trường hợp mà những chủng phế cầu mà phân lập được từ nhiễm trùng huyết và viêm màng não ở trẻ em thì chúng tôi cũng ghi nhận có đến khoảng 25% các trường hợp là những serotip phế cầu này nó không nằm trong các bao phủ của PCV 7, 10 hoặc 13 như vậy có nghĩa là thực sự ra chúng ta phải biết rằng dù vaccine chúng ta có hiện nay có nhiều thứ có nhiều cái bao phủ hơn nhưng mà con phế cầu nó cũng là một cái con vi khuẩn mà nó cũng chạy đua À, tức là hôm nay nó như thế này nó bị bao phủ nhưng mà dần dần cái vaccine đó đã làm giảm đi những trường hợp nhiễm nhưng mà những cái tiếp khác nó là bùng phát lên chính vì vậy cho nên à, chúng ta thấy rằng nếu như muốn tìm được cái à, muốn nghiên muốn mà chống đỡ được với một cái tác nhân nhỏ nhặt như vậy á thì các nghiên cứu về à, tiếp các thanh phế cầu nên thực hiện liên tục à, chúng ta phải làm sao để định series phế cầu phân lập được từ bệnh nhân à, viêm phổi cộng đồng nhập viện và thực hiện cả kháng sinh đồ định serotip phế cầu phân lập được từ máu dịch não tủy viêm tai giữa và thực hiện cả kháng sinh đồ định tiếp phế cầu phân lập được từ người lành mang trùng tức là lúc đó chúng ta sẽ làm ở trên mũi và ở trên cái dịch tị hầu vân vân. Và nếu ta làm được những nghiên cứu liên tục như vậy và Hội phổ Việt Nam khi mà hồi nãy thầy Nhung có nói đó thì chúng ta sẽ thực hiện được những nghiên cứu như vậy và chúng tôi thì cũng sẽ hoàn toàn phối hợp để thực hiện được và nếu làm được như vậy thì chúng ta sẽ trả lời được cái mấy câu hỏi rất quan trọng đó là vaccine hiện nay có bao phủ được bao nhiêu phần trăm và cái serotype nào liên quan đến bệnh lý nặng và serotype nào liên quan đến đề kháng các kháng sinh à, à, đó chính là cái nội dung mà tôi muốn báo cáo về cái nhiễm trùng phế cầu à, quá khứ hiện tại và tương lai chúng ta thấy thực sự trong tương lai cũng còn nhiều việc mà chúng ta phải làm và rất cần à, hội phổi Việt Nam à, chủ trì trong những nghiên cứu như thế này. Dạ, xin cảm ơn. và Xin trân uh, trọng cảm ơn Tiến uh, sĩ Phạm Vân, Chủ tịch Liên uh, tri hội vi sinh lâm sàng TP.HCM đã có bài trình bày rất là uh, lý thú về phế uh, cầu. Thầy đã điền lại từ lịch sử sinh bệnh học cũng như các nghiên cứu về tính đề kháng kháng sinh của phế cầu hiện nay ở việt nam thưa các thầy cô thì vấn đề đề kháng sinh là một đề rất là lớn và vừa rồi thì trong cái dịp mà hội nghị thượng đỉnh liên hợp quốc tại new york thì cũng tổ chức thế giới cũng triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề đề kháng sinh vì cái nguy cơ mà theo các tính toán về đề kháng sinh thì rất lớn hiện nay thì cái nguy cơ mà gây nên tổn thất rất là nghiêm trọng cả về con người những kinh tế xã hội rất là lớn thầy vân cũng nêu các cái cơ sở lý luận cho việc mà ứng dụng pkpd trong điều trị thì đúng thầy là một người cả vi sinh như vi sinh lâm sản tôi nghĩ là sẽ được thông tin thầy cũng gấp rất là bổ ích cho các thầy thuốc tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời phó